Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23 tháng 7 cho biết, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Nali Sisulit gửi thư chia buồn đến phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Thị Mận. Trong bức thư chứa đựng nhiều tình cảm đặc biệt, phu nhân Nali Sisulit bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương và đau buồn vô hạn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc đáng nhớ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân trong những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, phu nhân Nali Sisulit khẳng định nhân dân Lào cũng như nhân dân Việt Nam luôn tri ân sâu sắc cuộc đời với những cống hiến không biết mệt mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, nhân dân Việt Nam, cũng như tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với lãnh đạo nhân dân Lào và tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào, gửi lời động viên tinh thần đến phu nhân và gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Bức thư tay xúc động của phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Chị Mận kính mến. Hôm nay, ngày 19 tháng 7, khi vừa về đến nhà, thì anh Thong Lon, tức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Lon Sisulit, bước đến gần em với sắc mặt buồn rầu và các giọng nói khác thường. Nali ơi, anh vừa nhận được tin anh Nguyễn Phú Trọng mất. Anh ấy đã rời xa chúng ta rồi. Chị Mận ơi, trong giây phút đó em thật sự bàng hoàng, không thể nói nên lời và em không thể cầm được nước mắt. Anh Thong Lon đã vội ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng và an ủi rằng anh cũng rất tiếc thương và đau buồn khi nhận được báo cáo khẩn từ Hà Nội. Em hãy bình tĩnh và mạnh mẽ. Anh Trọng đã ra đi một cách thanh thản. Anh ấy đã nhắm mắt đi xa trong niềm tiếc thương và đau buồn vô tận của người dân cả nước Việt Nam. Chị Mận thân mến ơi, tất cả người dân Việt Nam và rất nhiều người ở Lào đều biết đến tên tuổi của anh Trọng, một người đã cống hiến không biết mệt mỏi cả cuộc đời vì đất nước và vì nhân dân Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Đã nhiều năm qua, trên cương vị lãnh đạo, mặc dù sự nghiệp và công việc hàng ngày ở Việt Nam rất nặng nề, trăm công nghìn việc, nhưng anh ấy vẫn dành thời gian quan tâm đến đất nước Lào và người dân Lào. Anh ấy đã giúp đỡ đất nước Lào chúng em rất nhiều, cả về trí tuệ, bài học kinh nghiệm và cả về vật chất. Anh Trọng vẫn thường nói rằng, giúp bạn là giúp mình. Anh Thong Lon từng kể cho em nghe về điều này rất nhiều lần và kể nhiều điều nữa về tình cảm của anh Trọng đối với người Lào, đối với lãnh đạo Lào, đối với đất nước Lào và nhân dân Lào, đặc biệt là đối với cá nhân anh Thong Lon. Chị Mận kính mến. Em còn nhớ rất rõ kỷ niệm về những lần được đón tiếp anh Trọng và chị Mận ở Lào. Chúng ta đã từng ngồi chung máy bay, ngồi chung xe ô tô và đã có những cuộc trò chuyện thân tình, ấm áp. Và trong những lần anh Thong Lon sang thăm Việt Nam, em đều được chị đón tiếp rất thân tình, ấm áp. Và trong những lần anh Thong Lon sang gặp và làm việc với anh Trọng, chị Mận đều gửi lời thăm hỏi thân tình đến em. Em cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi anh Trọng và anh Thong Lon làm việc cùng nhau, ăn cơm cùng nhau. Anh Thong Lon đều đưa tin vui từ chị Mận về cho em. Chị Mận thân mến, mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta, nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại và con cháu của chúng ta sẽ mãi duy trì tình cảm trân quý này. Chị Mận thân mến, em viết bức thư này gửi chị với sự tiếc thương anh Trọng người đã khuất và với sự quan tâm lo lắng cho chị. Bức thư mà em đang viết đây thực sự là bức thư được viết bằng nét mực nhòe trộn với nước mắt của em. Em không chắc có được đi cùng với đoàn của anh Thong Lon sang dự lễ tang anh Trọng hay không. Trong trường hợp em không được sang, em sẽ nhờ anh Thong Lon trao trực tiếp thư này cho chị. Chị Mận thân mến. Trong không khí đau buồn và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của anh Trọng, em xin cầu nguyện cho hương linh của anh sớm siêu thoát, trở về cõi vĩnh hằng. Còn với chị, em chỉ mong chị hãy giữ gìn sức khỏe, sống thật lâu cùng con cháu xóm làng. Với tình thân mến và sự lo lắng, Nali Sisulit.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhớ tình cảm đồng chí thân thiết với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh bức thư chứa đựng tình cảm chân thành của phu nhân Nali Sisulit, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thonglon Sisulit cũng chia sẻ với báo chí về tình cảm đồng chí thân thiết với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những điều đáng nhớ từ nhà lãnh đạo Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kiến thức sâu rộng cả lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Tổng Bí thư đã nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Marx Lenin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và quan trọng nhất là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng một nước Việt Nam không ngừng phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi của thế giới với sự phát triển ổn định và tiến bộ rõ rệt, đạt được tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao những chủ trương chính sách quyết liệt đúng đắn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và chỉ đạo, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Nhà lãnh đạo Lào nói rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghiên cứu một cách có hệ thống chủ nghĩa Marx Lenin và kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tế, nhấn mạnh những lý luận đã trở thành di sản quý giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và thế giới. Đánh giá cao các công trình nghiên cứu và sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglon Sisulit cho rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong các bài viết của mình là con đường đi tới kỷ nguyên mới của Việt Nam. Ông cho biết, các nước trên thế giới, các đảng phái, cả cầm quyền và không cầm quyền, đều đang nghiên cứu những lý luận do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào cho biết thêm, ông đã nhận được nhiều bài viết và sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ các đồng chí Việt Nam gửi tặng và sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu để vận dụng và phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng ở Lào. Nhà lãnh đạo Lào kể rằng, ông đã nhiều lần gặp, làm việc và dùng bữa với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và rất ấn tượng với năng lực và kiến thức sâu rộng của Tổng Bí thư. Nhà lãnh đạo Lào khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra chính sách đối ngoại nhất quán, đưa Việt Nam lên vị trí nổi bật trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào cho rằng, những thành tựu nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là di sản để các thế hệ mai sau tiếp tục vận dụng vào chính sách đối ngoại. Sau mỗi lần gặp và nói chuyện, tôi đều muốn gặp lại và nói chuyện với ông nhiều hơn, bởi cách nói chuyện của ông gần gũi với người dân Lào, các lãnh đạo Lào và tôi thể hiện sự cởi mở, thẳng thắn của ông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglon Sisulit nói, ông cho biết những cuộc trao đổi kinh nghiệm giữa ông với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giống như cuộc gặp giữa những người đồng chí anh em thực sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã qua đời, nhưng tình yêu, lòng biết ơn chân thành, tình đồng chí đáng kính sẽ mãi ở trong trái tim tôi. Nhà lãnh đạo Lào nói. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào cho biết, ông luôn nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo quan chức Lào và cả gia đình ông rằng tình hữu nghị đoàn kết giữa Lào và Việt Nam là độc nhất trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglon Sisulit coi những lời nói đó thực sự xuất phát từ trái tim nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhiều đoàn cấp cao nước ngoài dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tình cảm thân thiết, nhiều quốc gia sẽ cử lãnh đạo chính phủ, quan chức cấp cao sang Việt Nam dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tư cách đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc sẽ dẫn đoàn sang Việt Nam dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 24 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đến Hà Nội, thay mặt Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Cuba dự lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, vào chiều 20 tháng 7 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người đi đầu trong việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Mỹ, giúp đưa hai nước đạt được mức độ đối tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ dẫn đầu đoàn sang Việt Nam dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi điện chia buồn với gia quyến và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định những thành tựu và tâm nguyện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự phát triển rực rỡ của đất nước Việt Nam và làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ còn mãi trong tâm trí của nhân dân hai nước. Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ tham dự quốc tang với tư cách đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi điện chia buồn với chính phủ nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Kishida bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.